tôi vừa tùy hứng để các bạn nghe âm thanh của cây đàn này trên thang âm của dân tộc Tây Nguyên, các dân tộc Tây Nguyên, MC 301, có lẽ là không quen thuộc như các dòng U123, nhưng dòng MC luôn luôn có một cái hình thức và có cái series rất là cao, tức là được sản xuất những năm rất gần đây, và dòng MC có hình thức cũng rất là đẹp. Tôi cho rằng là MC là một trong những sản phẩm mà có chi tiêu ở mức độ vừa phải nhưng lại được những cây đàn khá là mới, có thể nói là rất là mới. Vâng, thì bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím cho các bạn cùng xem. Vâng, như các bạn đã nhìn trên hình ảnh, còn tôi đã đánh trực tiếp trên phím đàn về máy, về búa máy, về phím của cây đàn này còn rất mới và đánh rất đều tay. Tôi tin rằng là đây sẽ là một phương tiện để một em nhỏ nào đó bắt đầu chơi piano, học piano thành công. Cảm ơn các bạn.